Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hải Phòng tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc. Khai mạc trại hè thanh niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết nhằm hỗ trợ cho một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ và toàn diện, độc lập về vụ MH17. Tiếp tục chuyến công tác Hải Phòng vào hôm nay 22 tháng 7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với các cán bộ chủ chốt của thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, Hải Phòng đã khởi công một loạt các dự án hạ tầng chiến lược như sân bay, cảng quốc tế, các dự án đường cao tốc, khu kinh tế với số vốn hàng tỷ đô la Mỹ. Về thu hút đầu tư nước ngoài, Hải Phòng đã có các tập đoàn lớn công nghệ cao của Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, tốc độ hội nhập ngày càng nhanh, nên Hải Phòng đang đứng trước thách thức phải lựa chọn công nghệ và chính sách thu hút hợp lý. Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm và kiểm tra công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân ra sức xây dựng lực lượng đủ mạnh với các trang thiết bị, vũ khí, khí tài hiện đại, chủ động trong mọi tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Sáng cùng ngày tại Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn trong thời gian qua. Với sự tích cực triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc của tỉnh đã thắt chặt thêm mối quan hệ láng giềng, hữu nghị với các tỉnh biên giới của Campuchia, từng bước thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Tỉnh Gia Lai còn tổ chức các hoạt động báo cáo viên, cấp phát tài liệu tuyên truyền việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam, tổ chức nhiều đợt phát động ủng hộ Trường Sa và ngư dân. Với 90 km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc tại 3 huyện biên giới. Tại công viên phần mềm Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng. Và việc khánh thành và đưa vào hoạt động toàn bộ hệ thống thông tin chính quyền điện tử là một bước đột phá thúc đẩy sự chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang phương thức quản lý điện tử ở tất cả các cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. Sự chuyển đổi này sẽ giúp tạo ra sức mạnh mới cho bộ máy chính quyền thành phố hoạt động hiệu quả hơn và minh bạch hơn, cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Chính điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để công dân thực hiện quyền dân chủ, cùng tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản trị xã hội trên địa bàn thành phố. Một số hạng mục trong hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng gồm mạng không dây, mạng nội bộ, trung tâm đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ. Cũng trong sáng 22 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố 2014 với chủ đề Biển đảo quê em. Chương trình do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trại hè năm nay có sự tham gia của gần 100 bạn trẻ kiều bào ở nhiều quốc gia. Vâng, có thể nhận thấy sự háo hức của những thanh niên kiều bào khi chuẩn bị có những trải nghiệm mới mẻ trong trại hè năm nay. Với chủ đề Biển đảo quê em thì trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm nay không chỉ đưa các bạn trẻ tìm về các địa danh lịch sử, những truyền thống hào hùng của dân tộc như những năm trước, mà đặc biệt còn nhấn mạnh vào tình yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương. Nội dung này thể hiện rõ qua việc trại hè đã chọn thành phố biển Vũng Tàu làm điểm đến chính trong chuyến hành trình dài 4 ngày 3 đêm. Tại Vũng Tàu, các bạn trẻ kiều bào sẽ được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện của những người lính biển Lữ đoàn Hải quân 171. Qua đó thấm thía hơn về những khó khăn, thách thức của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Nhưng trước đó thì ngay sau lễ khai mạc này, các bạn trẻ kiều bào sẽ có một ngày trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, tìm về bến nhà rồng lịch sử, thăm các học sinh tại trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, hay tìm hiểu về đấng các tài tử tại nhà giáo sư Trần Văn Khê, qua đó hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương mình. Chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả sau bão tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang, thì tính đến 17 giờ chiều ngày 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam, mưa lũ sạt lở đất đã làm 27 người chết. Bão, mưa lũ tại Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Bắc Giang đã làm hơn 7.000 ngôi nhà bị sập, đổ, hư hại, tốc mái và bị ngập. Diện tích lúa và hoa màu bị úng, ngập đổ là trên 4.000 hectare. Khối lượng đất đá sạt lở là 292.000 mét khối. Vào 3 giờ sáng ngày 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam, tại xã Nàng Đôn và xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đã xảy ra vụ sạt lở ta luy dương khiến 7 người thiệt mạng. Hiện đường giao thông tỉnh lộ 177, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì bị sạt lở lớn, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Sáng hôm nay 22 tháng 7, nhiều đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh ủy tỉnh Hà Giang đã có mặt tại đây để động viên bà con. 7 nạn nhân trong vụ sạt lở sáng nay đã được mai táng. Đây là khu vực có 86 hộ dân của đồng bào Nùng. Bà con đã sinh sống nhiều năm ở đây. Chiều hôm nay, những ngôi nhà tạm sẽ được dựng lên tại một nơi an toàn để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chuyển sang các tin tức quốc tế, tại trụ sở của Liên Hợp Quốc New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết nhằm hỗ trợ cho một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, toàn diện và độc lập về vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH17 rơi tại Ukraine theo quy định của hàng không dân dụng quốc tế. Nghị quyết do Australia, một trong những nước có nhiều nạn nhân bị thiệt mạng trong chuyến bay MH17, đã chịu trách nhiệm dự thảo. Các nước có nạn nhân trên chuyến bay, trong đó có Việt Nam, đều là đồng tác giả của dự thảo nghị quyết lần này. Theo nghị quyết vừa được thông qua, thì các thành viên của Hội đồng Bảo an yêu cầu các nhóm vũ trang tại nơi xảy ra xung đột kiềm chế mọi hành động, bảo toàn hiện trạng của vụ tai nạn, trong đó bao gồm cả việc không được phá hủy, di chuyển các đống đổ nát, các thiết bị, các mảnh vụn đồ đạc cá nhân tại nơi xảy ra tai nạn. Nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các hoạt động quân sự phải ngay lập tức chấm dứt trong khu vực, đảm bảo an toàn cho nhóm điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường. Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Lê Hoài Trung hôm nay cũng tham dự và phát biểu với tư cách là điều phối viên của ASEAN tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong đó, đại sứ đã thay mặt các nước ASEAN tại Liên Hợp Quốc lên tiếng kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện, đầy đủ, độc lập và minh bạch đối với thảm kịch vừa xảy ra. Và chỉ ít giờ đồng hồ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về vụ máy bay MH17, hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay xấu số này đã được bàn giao cho các chuyên gia Malaysia. Ngay sau khi MH17 bị rơi, thì người ta đã cố gắng tìm kiếm những chiếc hộp đen bởi nó sẽ cung cấp những dữ liệu quan trọng góp phần giải mã MH17 đã bị rơi như thế nào, vấn đề đang gây tranh cãi lớn giữa nhiều nước trên thế giới. Malaysia và lực lượng chống đối tại miền đông Ukraine đang nắm quyền kiểm soát khu vực máy bay rơi đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 sẽ được bàn giao cho Hà Lan để tiến hành nhận dạng, trong khi Malaysia sẽ tiếp nhận các hộp đen của máy bay MH17. Những chiếc hộp đen đã được lực lượng chống đối Ukraine chuyển giao cho đại diện Malaysia vào sáng sớm ngày hôm nay tại thành phố Donetsk. Đây, những chiếc hộp đen đây. Chuyên gia cho rằng hộp đen sẽ tiết lộ thời gian chính xác của sự cố, độ cao cũng như vị trí của máy bay khi gặp nạn. Những chiếc hộp đen sẽ cung cấp những manh mối quan trọng để hỗ trợ công tác điều tra nguyên nhân rơi của MH17. Trong khi đó, 282 thi thể trong tổng số 298 nạn nhân trong vụ MH17 sẽ được đưa bằng tàu hỏa tới thành phố Kharkov. Sau đó, thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển tới Amsterdam của Hà Lan để tiến hành nhận dạng. Công tác điều tra trên thực địa hy vọng cũng sẽ có tiến triển trong những ngày tới khi các bên nhất trí ngừng bắn trong phạm vi bán kính 10 km xung quanh hiện trường, cho phép các điều tra viên quốc tế tiếp cận an toàn khu vực rộng lớn, nơi máy bay MH bị rơi. Hiện chuyên gia quốc tế của nhiều nước như Hà Lan, Đức, Mỹ, Anh và các tổ chức cảnh sát quốc tế như Interpol và Europol đã có mặt tại Kharkov để hỗ trợ công tác điều tra vụ rơi máy bay MH17. Trước tình hình bạo lực không ngừng gia tăng ác liệt ở dải Gaza, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại dải Gaza giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine. Và hôm qua, tiếp tục là ngày thứ hai liên tiếp, số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã vượt quá con số 100 người chỉ trong một ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Ai Cập,
Ông Ban Ki-moon đã thúc giục Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ngay lập tức quay trở lại đối thoại và giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột đẫm máu giữa hai bên. Hầu hết những người Palestine thiệt mạng đều là những người dân thường vô tội. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào chấm dứt bạo lực ở dải Gaza. Chúng ta cần hỗ trợ các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và quay trở lại đối thoại. Ngoài ra, ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi các bên cần phải chấm dứt các hành động bạo lực để thực hiện các hoạt động cứu trợ những người bị thương trong các cuộc giao tranh vừa qua. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho biết Washington sẽ cung cấp 47 triệu đô la viện trợ nhân đạo để giúp đỡ hàng chục nghìn người Palestine buộc phải rời bỏ nhà cửa đi đánh nạn kể từ khi chiến sự nổ ra cách đây 2 tuần. Hôm qua lại tiếp tục là ngày bạo lực đẫm máu ở Gaza. Các nguồn tin Palestine cho biết các cuộc tấn công của Israel và Gaza hôm qua đã khiến ít nhất 103 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ đầu chiến dịch không kích của Israel và Gaza lên 572 người, trong đó phần lớn là dân thường gồm cả phụ nữ và trẻ em. Thưa quý vị, theo dự kiến thì ngày hôm nay là ngày 22 tháng 7, Indonesia sẽ công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào hôm 9 tháng 7. Đây là cuộc chạy đua sít sao giữa hai ứng cử viên là Prabowo Subianto, nguyên tư lệnh quân đội Indonesia, và ông Joko Widodo, nguyên thống đốc Jakarta, khi mà tỷ lệ ủng hộ cả hai ứng cử viên này gần như nhau. Đến thời điểm này, khoảng 3.100 cảnh sát đã được triển khai tại khu vực ủy ban bầu cử và 22.700 cảnh sát đã được huy động trên toàn địa bàn Jakarta để đảm bảo an ninh trật tự. Trong khi đó, tuy chưa rõ kết quả bầu cử cuối cùng, song nhiều khả năng Tòa án Hiến pháp của Indonesia sẽ phải quyết định ứng viên thắng cử Tổng thống nước này do ông Prabowo Subianto đã sớm tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả thua cuộc với lý do cuộc bầu cử có nhiều gian lận. Còn ông Jokowi cũng khó chấp nhận thua cuộc vì các kết quả điều tra và kiểm phiếu gần nhất đều cho thấy ứng viên này đang dẫn điểm. Sáng 22 tháng 7, tại Tòa nhà Thượng viện, Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc Đối lập cùng với một số thành viên lãnh đạo khác của hai đảng đã có buổi hội đàm để tìm giải pháp tháo gỡ bất đồng quan điểm với nhau sau một năm bầu cử quốc hội nhiệm kỳ thứ 5. Người dân cả nước Campuchia đang trông đợi vào kết quả của gặp cấp cao của hai đảng lần này để đất nước sớm được ổn định và phát triển. Những điểm chính của cuộc hội đàm cấp cao lần này là thỏa thuận cách thức cũng như tỷ lệ thành viên của hai đảng để thành lập Ủy ban bầu cử quốc gia mới. Trong khi lập trường của Đảng Nhân dân Campuchia là việc thành lập Ủy ban bầu cử chỉ cần đạt tỷ lệ 50% cộng 1 trong tổng số các nghị sĩ trong quốc hội, thì Đảng Cứu Quốc Đối lập lại đòi tỷ lệ 2/3. Hội đàm về thời gian tổ chức bầu cử quốc hội nhiệm kỳ 6, thay vì đúng thời gian quy định là vào tháng 7 năm 2018, nhưng Đảng Cứu Quốc Đối lập đòi phải tổ chức sớm hơn, có thể là vào tháng 2 năm 2018. Một nội dung khác cũng quan trọng được đưa ra trong hội đàm là việc thả tự do cho 8 nghị sĩ và quan chức cấp cao của Đảng Cứu Quốc đã bị bắt về tội tổ chức biểu tình bạo lực hôm 15 tháng 7 vừa qua. Trong cuộc bầu cử vào tháng 7 năm 2013, Đảng Nhân dân Campuchia giành được 68 trên 123 ghế quốc hội, 55 ghế còn lại thuộc về Đảng Cứu Quốc. Tuy nhiên, Đảng Cứu Quốc đã tẩy chay không tham gia quốc hội với lý do có gian lận. Hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán, kể cả ở cấp cao giữa Thủ tướng Hun Sen và ông Sam Rainsy, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Bản tin tổng hợp 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam xin được tạm dừng tại đây. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc đường link YouTube để cập nhật những bản tin khác của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn và kính chào tạm biệt.